các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là Cưới. Thời đó vô là nhìn tướng ảnh thư sinh lắm mà đẹp trai lắm chị, nhiều tóc lắm chứ không phải gì đâu. 16 nhưng mà nhìn học sinh lớp 7 vậy, tức là gọi là mũi nhọn đó vậy, nhìn rất là dễ thương. Nhưng mà sau 10 năm gặp lại, ôi trời. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, ba hai bạn. Hai bạn. Xin chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Em tên là Uyên, em năm nay 26 tuổi. Dạ, hiện tại em làm nhân viên kế toán. Em đang sinh sống ở Kiên Giang. Rất là xa. Ủa vậy hả? Còn em? Chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên Hồ Thanh Lạc, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là huấn luyện viên KT của trường. Đừng nhìn em vậy chị. Người ta giật mình, ta sợ thôi. Dạ, của trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang. À, hai bạn lên đây để tham gia chương trình, rồi về lại. Ủa mà sao huấn luyện viên karate mà sao có tướng mong manh vậy trời? Cũng cơ bắp luôn đó chị. Thế hả? Em có thể hạ gục Quang Bảo trong bao nhiêu giây? Nghĩa là anh Quang Bảo đứng yên nha, đừng có tránh né gì nha. Chắc cũng khoảng 1 phút á. Thôi. Cái gì đứng yên tránh né mà 1 phút? Trời ơi. Dạ tại vì phải xin chữ ký chụp hình đó chị. Trước khi hạ đối thủ. Trước khi hạ. Vậy lúc đó là tấm hình cuối cùng được chụp luôn đó. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Cách đây 10 năm chị. Ở lúc đó là tụi em cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ karate của nhà thiếu nhi tỉnh. À. Ảnh vô trước em, ảnh là giống như là trợ giảng cho thầy giáo á. Và lúc đó là có đai đen rồi. Dạ. Vô là ảnh dạy em. Ảnh dạy em? Dạ. 10 năm rồi còn nhớ cái ấn tượng đầu tiên không? Dạ nói chung là nhớ mãi thôi. Hồi đó vô nhìn tướng ảnh thư sinh lắm mà đẹp trai lắm chị. Nhiều tóc lắm chứ không phải gì đâu. Còn em ấn tượng về cổ như thế nào? Lúc đó cổ mới 16 tuổi đúng không? Dạ 16 nhưng mà nhìn như học sinh lớp 7 vậy. Cao có 1m40. 1m47. Nặng là có 3 mấy ký. 47 là bây giờ 10 năm sau mới lên được 47. Còn cái khúc đó là 10 năm trước là 40 đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi đó nhỏ rất là gọi là mi nhon đó vậy. Nhìn rất dễ thương. Nhưng mà sau 10 năm gặp lại, Ôi trà. Cái đó là biết nhau thôi. Cái đó là lúc đó mới biết nhau nha. Còn khi nào mới là cái khúc yêu nhau? Cách đây 2 năm chị. Tụi em là thầy trò nhưng mà ở trong lớp là chỉ có thân với thầy thôi. Cũng hay tâm sự nói chuyện với thầy lắm. Thì vẫn giữ liên lạc 10 năm. Ít gặp nhau lắm. Mỗi năm thì chỉ đi uống cà phê khoảng 1-2 lần thôi. Năm ngoái là em đi học trên Sài Gòn về. 27 Tết thì em mới mở tin nhắn ra. Em xóa bớt cho nó đựng đầy điện thoại á. Cái sau em thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của ảnh. Mà xưng nhau là anh em hay là thầy trò? Dạ thầy vẫn xưng là thầy. Thầy xưng em. Dạ. Xong cái em mới trả lời tin nhắn, xin Zalo của em. Thế là nói chuyện một đêm đến sáng ngày 28 cái tự nhiên tỏ tình luôn. Ủa mà sau đó giờ quen nhau cả chục năm thì họ không có gì hết. Mà cái bữa đó là hứng cái gì trong người mà tự nhiên là tỏ tình luôn? Dạ không phải vậy. Tại vì số em cũng thuộc dạng đào hoa á chị. Đào hoa em cũng trải qua cũng được 3 mối tình rồi. Dạ. Chưa được tới đâu hết. Chưa tới đâu hết là đã sang ngang chiến đồ rồi. Mà động cơ nào mà tự nhiên là đêm đó mà tâm sự nhiều vậy? Lúc đó em đang ế á chị. Với lại phần lúc đó em cũng đang Tết mà chị, đang bông nao trong buồn người đó, không có người hẹn hò. Kiếm người hẹn hò. Anh nói sao? Anh tỏ tình sao? Anh nói là nếu mà bây giờ anh nói anh thích em từ 10 năm trước rồi em có tin không? Em cũng ngạc nhiên lắm, không tin đâu. Lúc đó là em chia tay mối tình trước á là 4 năm em quen. Xong rồi yêu nhau xa mà bạn trai á thì cá hai tay sau lưng em á, xong rồi em giống như là bị phản bội là lúc đó mất niềm tin cho con trai á chị. Cái thấy ảnh tỏ tình cái chắc cái ông này cũng đang ế rồi ổng dớt mình đại vậy đó, xong cũng thử thách nhiều lắm rồi về sau mới siêu lòng. Bao lâu sau cái ngày 28 Tết đó mới quen chính thức? Dạ chưa, lúc đó là em về nhà xong rồi như em bị trầm cảm á chị, em cứ ở trong nhà em ít đi chơi lắm, ít tiếp xúc bạn bè lắm. Cái em mới tâm sự cho mẹ nghe chuyện anh này nè, cái mẹ nói thôi quen bạn đi để đi chơi, để có bạn đi chơi này kia. Khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? 2 tháng. 2 tháng. 2 tháng sau? Trời ơi sao nguyên cái mùa Tết không có làm ăn được gì vậy? Trời ơi thử thách em ghê lắm chị, thử thách em tới 2 tháng luôn á. Mới đầu nắm tay, những cái bắt đầu mặt chị đó bưng. E thẹn dữ lắm, không cho nắm tay, giật tay bật kia. Bật luôn. Cái đó là vào một buổi tối gió hiu hiu trên bờ kè. Trên bờ kè. Trên bờ kè. Ông ghê lắm chị.
đang ngồi tâm sự với nhau trên bờ kè, nhìn nghe xong cái ông đặt ngang nhìn qua cho anh hôn cái, em chưa kịp trả lời luôn cái ông đè xuống ông hôn cỡ hôn á chị, cái em sốc quá em sợ quá em cắn ổng chảy máu luôn. Trời ơi, cắn ở đâu chảy máu? Dạ cắn môi, cắn môi. Về nhà không dám ăn nước mắm, không dám ăn muối luôn chị, ăn lạc luôn á, thiệt tình luôn, y chang luôn. Ai biểu cửa hôn tao chi? Em im ngồi nín thinh không có trách cứ gì em hết trơn á, cái ngồi buồn so vậy đó, cái hồi đó em thấy tội nghiệp quá, em chủ động hôn hả? Trời ơi, vậy là em uống máu anh luôn rồi. Người ta hôn thì không chịu, rồi tự nhiên ta chảy máu rồi ngồi hôn lại, cô này cũng lạ lắm nè. Không bất ngờ. Rồi khi bắt đầu quen nhau tới bây giờ là có chuyện vui gì không? Dạ, chuyện vui nhiều lắm. Ảnh chinh phục được em á, thật sự là em lúc đó là em cảm động nhà ảnh á. Hồi năm ngoái là khoảng tháng 4, tháng 5 á, em đi lên trên Sài Gòn này nè, em ở với em gái để em đi thi bằng TOEIC á. Tối đó em mới lướt Facebook, em thấy bắt gặp Facebook của người yêu cũ, hay chụp hình với mấy bạn nữ lại xong rồi khoe ảnh tình cảm lắm mà trong khi hồi xưa là em không có đâu. Thế xong tự nhiên em bị xúc động. Em nghĩ là hồi xưa em chờ đợi như vậy xong rồi em buồn quá, em khóc. Đang khóc cơm này nhắn tin hỏi thăm, à, em thi sao rồi, em khỏe không, ăn cơm chưa rồi. Cái em nói, cái ông này chắc cũng vậy à, tức quá em mới thử thách em đi. Anh nói miệng, anh nói hay lắm. Ví dụ như bây giờ nè, lúc mà em đang buồn em cần anh có ở bên cạnh em được không? Anh nói thì dễ lắm, anh làm có được không? Cái sau ông nói là anh làm được. Đêm hôm đó là ông bắt xe từ dưới Kiên Giang lên trên Sài Gòn anh chị. À, sáng hôm sau em đang ngủ mơ màng thấy ông gọi điện thoại, anh đang ở bên xe miền Tây nè, em đang ở đâu vậy? Rồi em hết hồn luôn. Nó xong rồi chạy xe ra rước ổng, gặp ổng lúc mà nhìn thấy ảnh cảm giác như là mình thật sự người đàn ông này xúc động phải không? Dạ. Nhưng mà có một cái là lên ăn sáng uống cà phê xong 11 giờ em phải bắt xe về Gạch Giá lại. Sao vậy? Dạ tối ảnh còn đi dạy á chị. Trời ơi, đâu có bỏ được. Là vậy thôi, lên gặp một chút cho em là... Thương em mà cũng có trách nhiệm nữa thì là tốt. Dạ. Rồi còn chuyện buồn. Tuổi tái của hai đứa kỳ á chị. Tuổi gì? Dạ tuổi Tỵ với tuổi Thân. Dần Thân ha, Tỵ Hợi ha, có sao đâu. Đi coi rất là nhiều ông thầy rồi. Bé Quyên muốn đi thầy nào á, em cũng chở đi, nghe ai nói ông thầy đó coi ngày tốt, em cũng chở đi. Nhưng là cũng cỡ chừng 30 lẻ có. Thầy nói gì mà buồn? Giống như là đúng nói rồi. Tuổi hai đứa kỵ nhau quá chị, em nghe em buồn quá, xong rồi em đòi đi coi cỡ mấy chục thầy vậy đó. Mà ông nào cũng nói vậy hay là dạ, ông nói vậy? Ông nào cũng nói vậy hết. Ông nào cũng nói vậy hết. Em muốn coi ở đâu là anh chở em đi, qua Cần Thơ cũng chở nữa. Ảnh này nè, em muốn đi coi bao nhiêu chỗ thì anh chở em đi hết. Nhưng mà anh không có tin mấy chuyện đó đâu. À, chủ yếu là về sống với nhau như thế nào thôi. Rồi. Dạ. Xong rồi em có chiêu. Có chiêu. Có chiêu. Bữa đó thấy buồn quá, em rủ mấy đi chung với mấy đứa bạn của em á. Mấy đứa nó cũng lập gia đình hết rồi, kỳ tuổi cũng có. Em giới thiệu bạn gái là cách nhau 3 tuổi. Hai đứa không hợp tuổi rồi không biết làm sao giờ. Cái mấy đứa bạn nó bắt đầu mới tụm tụm lại nó bàn tán. Trời ơi tao nè, vợ tao với vợ tao 6 tuổi nè. Bây giờ nè, hai con rồi. Cái khỏe thì có gì đâu. Bây giờ diễn mấy chịu im đó chị. Cái thời gian đó em buồn chị, suy sụp luôn á. Em nói chết rồi, giờ lỡ thương cái anh này rồi giờ sao bỏ. Hai gia đình thì sao? Dạ hai bên gia đình cũng cũng coi tuổi luôn. Dạ cũng bị buồn về cái chuyện đó, đó. Vậy gia đình em có phản đối không? Phản đối thì không có, nhưng mà như kiểu cũng lo lắng rất là nhiều. Mà gia đình em là có coi gì không, có phản đối gì không? Dạ cũng không phản đối, tại vì cùng tuổi với ba mẹ em, thành ra là ba mẹ em cũng không có chê. À khỉ con. Rồi ngoài ra có câu chuyện dở khóc dở cười gì giữa hai bạn nữa không? Dạ có chị. Đó là chuyện ra mắt luôn á chị. Ra mắt làm sao? Lúc đó là cũng như là chưa quen đâu chị. Lần đầu tiên lại nhà chơi chị, Tết đó. Lúc đó em cũng mới nhậu xong, say lơ bơ phờ, đồ áo thì cũng lệt phạt vậy đó. Rồi đi vô gặp nhà em gái. Con nhỏ em gái cũng kêu bằng thầy. Nó kêu bây giờ lên đốt nhang đi, xong rồi xuống xin mẹ đi uống nước hay đi chơi. Xong cái đốt nhang xong xuống gặp mẹ, xin phép mẹ vừa đồng ý xong cái ba đang ngủ dậy đi từ cầu thang xuống gọi ra nói chuyện, mặt thì rất là nghiêm. Bây giờ hai đứa có như là muốn quen làm bạn bè chơi hay là có tính tiến hơn, xa hơn hay không? Nó vừa lùng nè, vừa ú nu nè, tính thì trẻ con à, không biết mày chịu được không nghe.
Dạ, cái đó con biết, con đã chấp nhận thì con sẽ tiến tới. Dọn cơm ra ăn, tới 8 giờ mấy mới được đi. 9 giờ rưỡi là phải về nhà rồi, đi 1 tiếng hồ. Thủ tục nó còn dài hơn dạ, thời gian dạ. đi chơi phải không? Dạ. Rồi còn lúc Uyên về ra mắt nhà em thì sao? Anh lừa em á chị, cái năm ngoái lúc mà U23 Việt Nam vô chung kết đó chị. Xong cái em thấy mọi người đi bão vui quá, cái em đòi đi bão cảnh ấy. Ừ, để anh về anh chở em đi. Xong cái đang hứng khởi mặc áo Việt Nam đàng hoàng chị, áo cờ Việt Nam á. Cái xong em leo lên xe cái anh chở đi, cái đang nhìn đường nhìn. Anh chở về tới thẳng một cái tới nhà ảnh luôn. Xong anh dẫn vô giới thiệu là nguyên gia đình ảnh luôn. Thì em hồi đó giờ là em rất là sợ gia đình mà đông, họ hàng đông á. Ai dễ qua anh nhà ảnh thấy 8 anh chị em. Vô cái gặp mẹ ảnh vui lắm chị, gặp mẹ em rất là vui. Tại vì mẹ anh cao như em, cao như em. Hả? Mẹ anh cao như em. À, cao như em vậy dạ. À, cao như em chứ, không phải lùn như em đúng không? Dạ. Đông nhà đông lắm chị, mà xong vô mọi người cũng rất là vui vẻ, xong rủ em nhậu nữa. Xong lúc đó mới biết là bên nhà ảnh nhậu rất là giỏi. Dạ đúng. Nhưng mà coi như là vui vẻ chứ không có vấn đề gì xảy ra đúng không? Có kế hoạch kết hôn chưa? Là tháng 12 này tụi em sẽ đám cưới. Cũng tháng 12 năm nay luôn. Dạ. Rồi hai bên còn mong muốn nhau thay đổi điều gì? Mình ước nè, hay cái suy nghĩ lung tung đó chị. Em là em hay mơ mộng lắm, mà còn ảnh thì ảnh vô tâm. Xong nhiều lúc làm em buồn, tủi thân lắm, cư xử anh không khéo. Có một lần mà em đi trên Sài Gòn về, cái xong xách đồ nặng lắm, kéo vali đồ nữa. Đi từ ngoài cổng vô, ảnh ngồi chơi với em trong nhà, cái em nhích hít hít ảnh nhìn em nói, anh đi ra xách đồ tiếp mẹ đi. Cái anh thấy thằng em trai em chạy ra, cái anh nói không, nó chạy ra được rồi, anh thở ra. Nó ngồi vậy luôn á chị. Làm rễ kỳ với em. Miền Tây là người ta sởi lỡ nhanh lẹ. Đúng là rồi. Hào sản lắm, em làm gì mà rì rì mò mò vậy? Em quen ảnh giống như là ghét của nào chạy trao của nấy vậy đó chị. Em ghét cái gì? Em bị viêm xoang á, em không ngửi được mùi thuốc lá á. Ảnh hút thuốc. Xong rồi em thì em sợ mấy người nhậu lắm. Ảnh nhậu rất là giỏi. Cái nỗi sợ của tất cả phụ nữ đó em. Dạ. Chứ không có riêng em đâu. Em có sợ đầu hói không? Dạ hồi lúc trước cũng có mà giờ quen rồi. Chúc mừng em. Thôi, ra sự chị giỡn là vui thôi. Dạ. Thật sự thì chị cũng nghe câu chuyện hai bạn thì chị cũng có tóm tắt cái vài ý như thế này. Những cái mà hai bạn mong muốn nhau thay đổi á, thì em nên thay đổi. Tại vì sau này cái đó là cái sức khỏe. Nhưng mà bớt bớt lại, cái nào là mình phải biết tỉnh táo, mình còn lo chăm sóc cho gia đình, cái sức khỏe của mình. Còn cái vụ mà coi thầy để mà mình phải lo lắng mà đi coi hết chỗ này qua chỗ kia, ba bốn chục ông thầy á, thì chị nghĩ cái điều đó thật sự nó không có nên đâu. Nước ngoài, nước đồ người ta đâu có còn coi, đâu có kỵ gì nữa đâu. Ăn thua là hai bạn sống với nhau hạnh phúc, yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau là chị thấy như vậy là tốt rồi. Lúc đó đi coi nhiều quá em mệt quá, em có ba mấy thầy đi làm có ba mấy người thôi, khỏi đi. Dạ. Em khỏi coi, coi cũng vậy, không coi cũng vậy, hạnh phúc hay không là do mình thôi, cố gắng chỉnh sửa một chút xíu để mình hạnh phúc thôi. Mai là sinh nhật ảnh, em tặng quà cho ảnh. Mai sinh nhật ảnh hả? Dạ. Rồi gì đây? Dạ. áo thun. Gần tới ngày làm đám cưới rồi mà em chưa có một lần cầu hôn chính thức bạn gái của em. Hôm nay em mượn chương trình là em xin hát một đoạn làm vợ anh em nhé, để cầu hôn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy luôn trọn đời yêu anh nhé em. Tôi xúc động quá, tôi khóc trước rồi nè. Chưa ai cầu hôn tôi hết trơn luôn á. Cảm giác như thế nào? Dạ, hạnh phúc lắm chị. Tại trước giờ ảnh chưa và ảnh đối với em lãng mạn vậy. Hồi nãy em mới mong muốn ha, là bây giờ được liền ngay lập tức rồi ha. Dạ. Và chị cũng hy vọng rằng hai bạn sẽ giữ mãi cái tình yêu như thế này. Em phải phát huy cái sự lãng mạn vậy, vì bạn gái mình thích như vậy. Dạ. Nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình Yêu Là Cưới. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình phần quà, đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc, một phần quà và một voucher giảm giá 50% để mua máy làm mát cũng như là máy lọc nước Yakio, sản phẩm 100% tại Hàn Quốc, nhập khẩu và phân phối bởi công ty Yakio Việt Nam. Chúng ta còn có một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen cho hạnh phúc trọn vẹn. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom and Baby Casting. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và hai bình sữa thực phẩm của chương trình Yêu Là Cưới. Xin mời các bạn. Hai, ba. Trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino đã thuộc về hai bạn. Xin chúc mừng. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta hãy đón xem chương trình vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị, nếu như có bỏ lỡ bất kỳ số nào của chương trình thì cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Trong nhắn tin điện thoại nói chuyện một tuần là thầy trò hay là anh em? Lúc đầu tiên thì thầy trò, xong rồi sau đó cô này mới lấy cớ là ừ, nhưng mà thầy đâu có dạy em buổi nào đâu, thôi gọi thằng anh đi. Là coi như cô này là có cái ý chủ là động. Coi như là chủ động tấn công. Anh vừa mở cửa ra, mặt ảnh như sắc khí. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7.